Xin chào tất cả các em, các em thân mến. Đến với bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được làm quen với thể loại chuyện trinh thám. À, nhắc đến chuyện trinh thám thì có lẽ là không còn mới lạ đối với các em nữa rồi. Bởi vì là tuổi thơ của các em thì chắc chắn là các em đã ủ đã từng đọc những cái văn bản, những cái cuốn truyện trinh thám, hay là đã từng xem những cái bộ phim liên quan đến thám tử. À, nói đúng hơn ví dụ như là Conan phải không nhỉ? chắc chắn là các bạn nhỏ rất thích xem hay là thích đọc những bộ phim liên quan đến Conan bởi vì trong những cái bộ phim này nó liên quan đến điều tra phá án và chúng ta thông qua đó chúng ta khẳng định được cái trí tuệ của thám tử Conan. Thế vậy thì đấy là phim còn khi mà đọc truyện trinh thám thì chúng ta cần đảm bảo những cái yêu cầu gì và truyện trinh thám có những đặc trưng gì khác với các thể loại truyện mà chúng ta đã học thì cô và Kem sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay trong bài 6 ngữ văn 9 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước hết là chúng ta sẽ cùng đi phần giới thiệu bài học. Trong phần giới thiệu bài học thì chủ đề của chúng ta đó là giải mã những bí mật. Kem thấy là ngay cái tên chủ đề này nó đã bao hàm những cái nội dung mà chúng ta cần phải làm nổi bật ở trong chủ đề. Trong cuộc sống của chúng ta có luôn luôn ẩn chứa biết vô và những bí mật. Có thể là bí mật trong thế giới tự nhiên, có thể là bí mật trong bản thân cuộc sống của con người. Việc khám phá ra những bí mật là nhu cầu tất yếu và khi chúng ta giải mã được những bí mật đó thì nó không chỉ thỏa mãn được cái trí tò mò, cái hứng thú của chúng ta mà nó còn góp phần làm cho cái tư duy của chúng ta được phát triển và góp phần giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vậy trong bài học này chúng ta sẽ được làm quen với các văn bản cụ thể như sau. Văn bản thứ nhất là ba chàng sinh viên của Arthur Conan Doyle. Đây là văn bản truyện trinh thám. Văn bản thứ hai đó là bài hát đồng sáu xu của A-ca-thơ Christi. Đây cũng là văn bản chuyện trinh thám. Và văn bản thứ ba là Phạm Xuân Ẩn, tên người như một đời của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải. Đây là văn bản truyện ngắn. Đây chính là ba văn bản mà chúng ta được học. Về phần tri thức ngữ văn, trong phần tri thức ngữ văn này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thế nào là chuyện trinh thám à, trong phần tri thức ngữ văn đã cung cấp cho các em rất là rõ đọc phần tri thức ngữ văn em hiểu thế nào là chuyện trinh thám nếu như các em đọc kỹ phần tri thức ngữ văn thì à, trong tri thức ngữ văn đã cung cấp cho các em rất cụ thể về khái niệm về chuyện trinh thám cụ thể như sau Chuyện trinh thám là loại tác phẩm chuyện viết về quá trình điều tra vụ án, thường có những sự việc bí ẩn bất ngờ đây chính là khái niệm về chuyện trinh thám. Theo dõi các video bài giảng của cô, thì kem sẽ thấy là tất cả những chữ màu xanh dương trên màn hình là phần kem ghi chép, thế nên là kem có thể chủ động nhé. Cái quá trình phá án ấy, quá trình phá án à, của người điều tra thường dựa trên yếu tố quan trọng đó là sự suy luận logic. Hay nói đúng hơn, để phá án thì nhân vật chính hay còn gọi là người điều tra phải dựa trên một cơ sở đó là một cái tư duy cái suy luận logic và vụ án sẽ được kết thúc ở à, vụ án sẽ được làm sáng tỏ ở phần kết thúc chuyện đấy là khái niệm chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, một số yếu tố của chuyện trinh thám một số yếu tố của chuyện trinh thám à, hãy trả lời cho cô các câu hỏi trên màn hình tìm hiểu yếu tố về không gian thời gian cốt truyện nhân vật người kể chuyện và chi tiết. Đây chính là những yếu tố đặc trưng nhất của truyện trinh thám hay nói đúng hơn là khi tìm hiểu một văn bản truyện trinh thám các em cần phải chú ý tới những nội dung này. Vậy chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần tri thức văn để trả lời cho các câu hỏi này nhé. Trước hết là về không gian. Không gian trong truyện trinh thám chính là hiện trường các ạ. À. Hiện trường là nơi xảy ra vụ án và đây cũng là nơi mà người điều tra nghiên cứu để tìm thủ phạm. Nếu như không có hiện trường thì không thể điều tra án. Đấy, các em lưu ý. Vậy, không gian chính là hiện trường. À, khi đọc một văn bản chuyện trinh thám, muốn biết được không gian của chuyện tranh thám thì phải xem xem vụ án này xảy ra ở đâu. Đấy gọi là không gian. Không gian thì bao gồm có thể là một không gian rộng, một khu rừng, một hang động nào đó, một góc phố nào đó. Có thể là một không gian hẹp. Không gian hẹp ở đây có thể là một căn phòng làm việc, ở một tầm một cái bàn ăn, cho một phòng ngủ, đáy vân vân, đấy là một không gian hẹp. Và trong chuyện trinh thám thì không gian hiện trường được khắc họa một cách rất là chi tiết, cụ thể, gắn liền với dấu hiệu bằng chứng tội phạm, các em ạ. Bởi vậy mà thám tử hay người điều tra ấy, muốn điều tra án được thì phải dựa vào các dấu hiệu để lại trong không gian. Và và có thể nói là người điều tra ấy phải tìm hiểu thật kỹ phải tìm hiểu thật kỹ cái không gian nơi xảy ra vụ án đấy chính là không gian về thời gian thời gian thì rất là cụ thể thời gian có thể là ngày tháng năm rất rõ ràng thời gian đôi khi có thể là một giờ một giờ đấy các em thấy thời gian rất cụ thể chuyện trinh thám thì thường xây dựng tình huống người điều tra chạy chịu áp lực chạy đua với thời gian để tìm ra kẻ phạm tội tạo sự căng thẳng hấp dẫn cho người đọc đồng thời cho thấy tài năng của người điều tra à, cô giáo lấy ví dụ như là ở trong nếu như kem đọc truyện trinh thám ba chàng sinh viên thì kem thấy là người điều tra ở đây là sơ lớp hôm đã đang phải chạy đua với thời gian à, là phải bắt buộc là trong đêm hôm nay trong đêm hôm nay là phải tìm ra được thủ phạm bởi vì ngày mai cuộc thi đã bắt đầu rồi đấy ngày mai cuộc thi đã bắt đầu rồi bắt đầu sáng hôm nay thì à, thầy hiệu trưởng mới mới báo cáo cái vụ án này và trong một ngày một đêm bắt buộc là hôm phải điều tra ra vụ án vậy thì nó luôn luôn đặt cái tình huống uh, cho người điều tra phải chạy đua áp lực với về thời gian để tạo tìm ra kẻ phạm tội và chính cái điều đó nó làm cho người nghe người đọc người xem rất là hồi hộp thế nhưng cũng thông qua đó ta sẽ thấy được cái tài năng của người phá án cái ạ về câu chuyện về cốt truyện thì chuyện trinh thám là một chuỗi sự kiện thường được bắt đầu bằng một bí ẩn được đặt ra và cái bí ẩn này thực chất là một vụ án rất là phức tạp sau đó thì người điều tra bắt đầu đi giải mã từng yếu tố từng nghi vấn và cuối cùng thì bí ẩn sẽ được làm sáng tỏ đấy chính là cốt truyện về nhân vật về nhân vật thì sẽ gồm trong chuyện trinh thám sẽ gồm có người điều tra này nạn nhân nghi phạm và thủ phạm đấy là về nhân vật. Đôi khi trong tác phẩm ấy thì người điều tra cũng vừa là nghi phạm. Nếu như kem đọc một số những cái à, văn bản chuyện tranh thám thì kem có thể thấy là đôi khi người điều tra cũng là à, chính là người đang bị nghi phạm kem ạ. Đấy. Không? Ở đây cô mở rộng này người điều tra ý, thì thường là thám tử, thường là hoặc là cảnh sát hoặc là thanh tra hoặc kể cả là những người điều tra nghiệp dư nhưng phải là những người có tố chất đặc biệt dũng cảm ưa mạo hiểm có vốn kiến thức phong phú có trí thông minh vượt trội tài quan sát và suy luận đặc biệt là rất là trung thực luôn đặt sự thật lên trên hết nhằm bảo vệ lễ phải và công lý đây chính là phẩm chất của nhân vật nói như vậy có nghĩa là khi mà em tìm hiểu về nhân vật ấy, thì em phải chỉ ra được những cái đặc điểm những cái phẩm chất của nhân vật này ví dụ như là dũng cảm này ưa mạo hiểm này thế rồi đánh giá về kiến thức này đánh giá về tài quan sát này đánh giá về khả năng suy luận của nhân vật này đấy là chúng ta cần phải làm được bật về nhân vật về chi tiết chi tiết ở trong chuyện trinh thám chi tiết thể hiện sự bí ẩn ly kỳ của vụ án và những bất ngờ của cuộc điều tra chi tiết ở đây gồm khung cảnh không gian thời gian xảy ra sự việc rồi chân dung cử chỉ hành động lời nói của nhân vật thường có dấu hiệu của bằng chứng hoặc manh mối quan trọng trong quá trình điều tra. Đấy, các em thấy. Đây là chi tiết. Các em rõ chưa? Đấy. Chi tiết thường là liên quan đến khung cảnh, đến không gian, đến thời gian, đến chân dung cử chỉ hành động lời nói của nhân vật. Thì đấy là các cái chi tiết. À, đặc biệt nhất là những cái chi tiết tiêu biểu. Và người điều tra phải dựa vào những chi tiết này thì mới có thể điều tra phá án. Về người kể chuyện, thì uh, trong tác phẩm truyện trinh thám có thể người kể chuyện là ngôi thứ nhất, có thể người kể chuyện là ngôi thứ ba. Đấy các em ạ. Và sau khi tìm hiểu xong những cái đặc trưng của truyện trinh thám, chúng ta sẽ có rút ra được cái định hướng khi đọc truyện trinh thám. Đầu tiên các em phải tóm tắt được cốt truyện. Thứ hai là phải xác định được vụ án cần điều tra. Đây là vụ án nào? Thứ ba là phải tìm hiểu được nhân vật điều người điều tra. Cái vụ án này liên quan đến những nhân vật nào? và ai là nhân vật điều tra và phải tìm hiểu được những phẩm chất của nhân vật đó thứ tư chỉ ra nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác phẩm và thứ năm là phải tìm được chủ đề của tác phẩm truyện đây là những yêu cầu cơ bản khi chúng ta tìm hiểu truyện tranh thắng à, như vậy thì trên cơ sở này kem sẽ vận dụng để đọc các cái văn bản truyện tranh tháng tiếp theo tiết học ngày hôm nay dừng lại đây rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại kem